Ngay trước khi bắt đầu buổi học, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập của giờ hôm trước. Và đây là đáp án cô đưa ra. Chúng ta thấy, theo nội dung đoạn hội thoại giữa Hoa và cô của bạn Hoa, thì câu thứ nhất, at the meat store, they bought meat. Ở đây họ mua, khi mà tới cửa hàng thịt thì họ đã mua thịt bò chứ không mua thịt gà. Còn câu thứ hai thì thông tin này là sai. Thì các em thấy là cô của bạn Hoa thì không thích ăn đỗ chứ không phải là thích đỗ như là đầu bài đã cho. Vậy câu sửa lại của chúng ta sẽ là Hoa aren't Dutch like peas. Câu thứ ba, at the vegetable store they bought spinach and cucumber. Thông tin này là đúng cho nên chúng ta sẽ viết là true. Four, a pear and pineapple aren't right. Thông tin này là sai. Các em thấy trong bài thì lý do mà Hoa và cô của bạn Hoa không mua đu đủ và dứa bởi vì những quả này nó chưa chín cho nên chúng ta sẽ sửa lại đó là aren't chứ không phải là a. Thông tin của câu cuối cùng đó là đúng. At a fruit store, they bought some orange. Ở cửa hàng hoa quả thì họ đã mua một số các quả cam. Trước khi vào phần bài học, chúng ta cùng kiểm tra lại một số từ vựng có liên quan đến đồ ăn. Các em hãy nhìn vào các bức tranh và chúng ta hãy viết tên của các đồ ăn dưới đây. Now look at the picture. Write the name of the food. The first picture, you can write spinach. The second picture, cucumber. Next to, bananas. Picture fourth, beach. And next, prepare. Peace. Pineapple, carrot, durian, chicken, orange, fish. Đây là một số các đồ ăn mà chúng ta đã học. Vậy thì thức ăn đối với sức khỏe của con người có quan trọng không? Are food important? Maybe it's very important. Các em thấy là đối với sức khỏe của chúng ta thì thức ăn rất là quan trọng. Khi chúng ta sử dụng các thức ăn sạch, thức ăn tốt thì chúng ta sẽ giữ gìn được sức khỏe. Và điều ngược lại đó là khi chúng ta sử dụng những cái thức ăn mà không được sạch thì nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh. Cho nên là khi lựa chọn thức ăn chúng ta sẽ cố gắng là chọn những cái thức ăn tươi, sạch và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm để chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiết tiếp theo của bài 12, phần B1, chúng ta lấy vở và chép bài. Unit 12, let's eat. Section B, our food. Lesson 2, B1. Trong bài học hôm nay, thì cô và chúng ta sẽ tìm hiểu xem về một số những cái thức ăn trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Now open your book and your notebook. Write the date of today and the title of the lesson. Phần thứ nhất, vocabulary, từ vựng. Hôm nay chúng ta được giới thiệu một số các từ vựng trong bài trong như sau. Medicine là thuốc. Medicine, dirt, động từ thì là làm bẩn. Probably, đây là trạng từ, có thể, có lẽ. Terrible, khủng khiếp, tính từ. Make somebody feel better, làm cho ai đó cảm thấy tốt hơn hoặc làm cho ai đó cảm thấy khỏe hơn. Make somebody sick, ngược lại với câu trên thì chúng ta câu make somebody sick có nghĩa là làm cho ai đó bị ốm. Chúng ta nghe cô đọc lại một số các từ vựng trong bài. Medicine, dirt, probably, terrible, make somebody feel better, make somebody sick. Chúng ta
ta sang phần tiếp theo, phần bài đọc. Section 2, Reading. Now look at the picture. Who are they? Các em hãy nhìn vào bức tranh, chúng ta thử đoán xem đây là ai. Các em thấy là trong hình ảnh của bức tranh này, chúng ta thấy là có một bác sĩ này và có một bạn bệnh nhân, đúng không? Và bạn này đó là bạn ba. Doctor and ba. Why are they? Theo các em thì hai nhân vật của chúng ta trong đoạn hội thoại này thì đang ở đâu? Why are they? Maybe they are in doctor's office, trong một cái phòng khám. Now what is the matter with ba? Vậy nhìn vào bức tranh này chúng ta có đoán được là bạn ba đang bị làm sao không? What is the matter with ba? Is maybe he has stomachache. Em thấy là bạn ấy đang có hai cái tay đang ôm bụng và có lẽ là bạn ấy đang bị đau bụng. Đây là cái tình huống trong cái bài hội thoại của các em. Chúng ta sẽ có một đoạn hội thoại giữa bác sĩ này và bạn ba. Và cái vị trí mà cái cuộc hội thoại này diễn ra đó là ở trong cái phòng khám của cô bác sĩ. Và các em thấy là bạn ba đang bị đau bụng và đến cái phòng khám để kiểm tra. Giữa bác sĩ và bạn ba. Chúng ta nghe cô đọc và chúng ta nhìn vào trong sách giáo khoa và nghe để chúng ta về chúng ta đọc lại bài hội thoại này ở nhà. Doctor, what's the matter, ba? Ba, I feel terrible. I have an awful stomachache. Doctor, it must be something you eat. Are the mom and dad okay? Ba, yes, they are fine. Doctor, what did you eat last night? Ba, we ate fish, rice and soup. I also ate pilaf, but mom and dad didn't. Doctor, so it will grow back me the pilaf. Did your mom wash it well? Ba, she didn't wash it, I did. Doctor, pilaf is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I'll give you some medicine to make you feel better. Ba, thank doctor. Các em thấy là nội dung của cái bản hội thoại xoay quanh cái việc đó là bạn ba đang bị đau bụng. Khi mà tới phòng khám của bác sĩ thì bác sĩ đã hỏi xem bạn ba có gặp cái vấn đề gì về sức khỏe bằng câu hỏi mà chúng ta đã học ở giờ trước. What's the matter, ba? Và bạn ba nói rằng bạn ấy đang bị đau bụng. I have an awful stomachache. Để giải thích cái nguyên nhân lý do đau bụng của bạn ba thì bác sĩ đã hỏi xem cái vấn đề về thức ăn của bạn ấy. It must be something you eat. What did you eat last night? Hỏi xem là tối hôm qua bạn ấy đã ăn gì. Và câu này sử dụng ở thì quá khứ đơn. Câu trả lời của bạn ba cũng dùng ở quá khứ đơn. Đó là bạn ấy liệt kê những món ăn mà tối hôm qua gia đình bạn ấy ăn. We ate fish, cá này, rice, cơm, and soup, canh. Và bạn ấy còn nói rằng là I also ate pilaf, but mom and dad didn't. Bạn ấy đã ăn thêm cả rau chân vịt. Và cái nguyên nhân mà bác sĩ đưa ra đó là có thể là do rau chân vịt. Bởi vì lý do đó là rau chân vịt thì rất tốt, nhưng mà bạn ấy đã rửa không được cẩn thận. Do đó mà trên rau thì vẫn còn những cái gọi là những cái chất bẩn. Và chính những cái chất bẩn trên cái rau chân vịt chưa được rửa sạch đã khiến bạn ấy cảm thấy là đau bụng. Và cuối cùng thì cô bác sĩ đã đưa cho bạn ấy những cái loại thuốc để làm cho cảm thấy đỡ đau bụng hơn. Thì đấy là nội dung của đoạn hội thoại. Các em về nhà chúng ta sẽ đọc thêm ở nhà. Chúng ta nhìn vào bài đọc trong sách giáo khoa và chúng ta trả lời các câu hỏi mà cô đưa ra sau đây. Now, answer the question. The first question, what did ba eat last night? Đây là câu hỏi mà các em thấy là đây là sử dụng thì quá khứ đơn. Tối hôm qua thì ba đã ăn gì? Câu hỏi tiếp theo. 2.
was the spillage? Hỏi xem ai là người đã rửa rau trên vịt. Now question 3. Why did ba go to the doctor? Và tại sao ba lại tới phòng khám bác sĩ? Cuối cùng, the last question. What made him sick? À, cái gì đã làm bạn ấy bị đau bụng? Và bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi đầu tiên. Xem là tối hôm qua ba ăn gì? Các em thấy là bạn ấy đã liệt kê ra đó là fish, rice, soup and spillage. Đây là những cái món ăn mà bạn ba đã ăn vào tối hôm qua. Vậy thì khi mà bác sĩ phỏng đoán rằng là bạn ấy đau bụng do thức ăn và đặc biệt là do rau chân vịt, thì cô ấy có hỏi bạn ấy là ai đã rửa rau chân vịt? Who was the spillage? Và ba trả lời đó là ba washed the spillage. Bạn ấy đã rửa rau chân vịt. Why did ba go to the doctor? Vậy theo chúng ta thì lý do gì mà bạn ba phải tới? Tại sao bạn ba lại tới phòng khám của bác sĩ? Đó chính là bạn ấy bị đau bụng. Because he has an awful stomachache. Cuối cùng, thì cái gì đã làm bạn ấy, điều gì đã làm bạn ấy bị đau bụng? Đó chính là những cái chất bẩn ở trên rau chân vịt mà bạn ấy rửa chưa sạch. Và câu trả lời của cô đó là that dirt made him sick. Chúng ta chép các câu hỏi và câu trả lời ra vở. Các em có thể là viết các câu hỏi ra vở và chúng ta sẽ tự viết các câu trả lời. Và sau đó chúng ta so sánh với đáp án trong bài giảng. Thì chúng ta xem là chúng ta viết chính xác câu trả lời và đặc biệt là chúng ta sử dụng đúng thì của các câu hỏi để khi trả lời hay không. Bài tập tiếp theo cũng dựa vào nội dung đoạn hội thoại. Thì chúng ta sẽ làm cho cô bài tập True False. Trong bài tập này thì các em thấy là chúng ta được đưa ra 6 câu. Vậy dựa theo nội dung thì chúng ta sẽ xem câu nào đúng, chúng ta sẽ viết là true. Câu nào sai, chúng ta viết là false và sửa lại các thông tin sai. Bây giờ chúng ta nghe cô đọc các câu cho sẵn trong bài tập true false. 1. Bà has an awful headache. Headache, đây chúng ta chú ý đây là bệnh đau đầu. 2. He wore at the doctor. 3. He ate fish, rice, soup and spillage. 4. His mother was the spillage. 5. Vegetables often have dirt from the farm on them. 6. That dirt can make him sick. Đây là các câu trong bài tập True False. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau làm và đưa ra đáp án đúng. Now the first sentence. Bà has an awful headache. Theo các em, thông tin này thì là đúng hay sai so với nội dung hội thoại? Chúng ta chú ý ở đây là bà has an awful headache. Headache là đau đầu. Vậy thì từ này các em thấy là không có ở trong bài. Cho nên câu thứ nhất của chúng ta đó là false. Và sửa lại thông tin sai ở trong câu thứ nhất thì các em thấy là thông tin sai đó là từ headache và chúng ta sửa lại bằng từ stomachache. Bạn 3, đó là bị đau bụng chứ không phải là đau đầu. Vậy thì khi đau bụng, bạn ấy có tới phòng khám của bác sĩ hay không? He was at the doctor. Chắc chắn là bạn ấy có cuộc nói chuyện với bác sĩ thì bạn ấy phải tới phòng khám của bác sĩ. Cho nên câu này của chúng ta đó là true. 3. He ate fish, rice, soup and spillage. Khi mà bạn ba tới khám thì bác sĩ đã phỏng đoán rằng có thể là do thức ăn và hỏi bạn ấy xem là tối qua bạn ấy đã ăn gì và bạn ấy liệt kê những cái món ăn đó là ăn cá này, ăn cơm này, canh này và rau chân vịt. Vậy thông tin của câu thứ 3 đó là true. 4. His mother washed the spillage. Vậy ai là người đã rửa rau chân vịt? Khi mà cô bác sĩ hỏi như vậy thì các em thấy là bạn ấy trả lời rằng mẹ bạn ấy không làm mà bạn ấy làm, có nghĩa là bạn ấy là người rửa rau chân vịt. Cho nên đáp án của chúng ta đó là false.
và sửa lại thông tin sai trong câu thứ tư. Các em gạch chân từ his mother và sửa lại đó là ba. Câu đúng của chúng ta sẽ là ba watched the spillage. Câu tiếp theo, five. Vegetables often have dirt from the farm on them. Những loại rau mà chúng ta vẫn thường ăn ấy, thì nó thường có những cái bụi bẩn, đúng không? Những cái chất bẩn từ những cái vườn rau mà chúng ta hái chúng. Thế vậy thì câu này các em thấy là có ở trong bài, cho nên là đáp án của chúng ta đó là true. Now the last sentence. That dirt can make him sick. Chất bẩn này không thể làm bạn ấy bị đau bụng được. Vậy theo chúng ta đúng hay sai? Các em nhớ lại trong bài thì các em thấy là chúng ta có một câu là that dirt can make him sick. Chất bẩn này có thể là đã làm cho bạn ấy bị đau bụng. Vậy đáp án của chúng ta đó là false. Và sửa lại thông tin sai, chúng ta gạch chân từ can và thay thế vào đó là can. Và câu đúng của chúng ta sẽ là that dirt can make him sick. Hôm nay chúng ta vừa làm xong bài tập true for. Vậy phần tiếp theo, cô có một cái gợi ý như sau về cái việc chúng ta sử dụng các cái hoạt động thường ngày để giữ gìn sức khỏe. Nào vậy thì chúng ta nên làm gì để giữ gìn sức khỏe? What should you do? Đầu tiên thì các em thấy là đây là chúng ta phải uống nước sôi. Uống nước sôi. Tiếp đó để giữ gìn sức khỏe thì các em thấy là chúng ta phải làm gì đây nhỉ? Hình ảnh này đó là rửa rau, đúng không? Phải rửa rau sạch với nước muối pha loãng để làm những cái chất bẩn rồi là những cái bụi bẩn có ở trên rau nó được sạch hơn. Wash vegetable well with salt water. Ta pha muối vào nước loãng, sau đó là chúng ta rửa để cho nó sạch. Ngoài ra để giữ gìn sức khỏe thì chúng ta cũng không được ăn quá nhiều kẹo. Don't eat too much candy. Và các em thấy hình ảnh này đó là chúng ta phải làm gì nhỉ? Đó là tập thể dục. Take exercise. Và giữ gìn sức khỏe thì một việc mà chúng ta nhất định phải làm đó là don't stay up late, đặc biệt ở lứa tuổi chúng ta không được thức khuya. Don't stay up late. Đây là một số những cái gợi ý khi mà chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe rồi là tăng cường cái sức khỏe của mình. Cố gắng làm theo những cái gợi ý đó. Bài học của chúng ta hôm nay trước khi kết thúc thì cô giao chúng ta bài tập về nhà như sau. Choose the best word to complete the dialogue. Chúng ta hãy chọn những cái từ đúng nhất để hoàn thành đoạn hội thoại giữa bạn Hoàng và bạn Hà. Các từ đã cho sẵn, chúng ta có từ certain, often, have, much, probably, wrong. Dựa vào nội dung đoạn hội thoại giữa cô bác sĩ và bạn ba, chúng ta có thể hoàn thành cái đoạn hội thoại mà cô cho trong bài tập về nhà bằng các từ cho sẵn. Bài tập này thì cô mong rằng là khi mà làm bài, chúng ta sẽ chép đoạn hội thoại giữa bạn Hoàng và bạn Hà ra vở. Sau đó những từ mà chúng ta điền vào thì các em có thể lấy bút màu khác để chúng ta ghi cho nó rõ, hoặc là chúng ta lấy thước kẻ gạch chân những từ chúng ta điền trong đoạn hội thoại. Một số bạn, chỉ còn một số ít bạn là chúng ta chưa hoàn thành bài tập của giờ trước, thì cô mong rằng là trong giờ học hôm nay, bài tập về nhà thì các bạn sẽ làm đầy đủ bài tập về nhà và gửi cho cô để cô lấy điểm cho đầy đủ. Không thì các bạn sẽ thiếu điểm 15 phút. Bài học của chúng ta. Hẹn gặp lại chúng ta vào giờ học lần sau. Goodbye and see you again.